chia sẻ anh em cái mai cây mai cúc này nó đang có bông lên cây này anh em. Cây nằm trong chậu ống nha. Rễ này. Rễ rất lớn nha anh em. Bự. Cúc này cúc kiếp nha anh em, kiếp bông đẹp. Nó lên cây anh em. Đó, anh em thấy bông không? Đúng dịp Tết là bông nó sung lắm nha anh em. Giờ là còn chưa đâu. Chưa đủ độ sung của cái giống hoa này đâu. Đó, chia sẻ cho anh em biết cái mặt bông sơ 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 qua hình ảnh dạy cho anh em biết được cái giống này. Cái cúc này bông nó cánh nó dày mà nó nhìn nó mịn lắm nè, giống cánh nhung vậy đó. Màu vàng nó đậm đà nhưng mà cánh nó dày, anh nhung nó tươi lắm này. Bông nó mịn. Đó anh em thấy không? Đậm đà. Form mà đơm mà tròn đẹp này, nó chưa đủ lực anh em. Lọc nó bắn ra đầy đủ đó. Còn những bông hoa cuối cùng anh em. Đấy, ngân làm chia sẻ luôn. Cây này cũng một cái giống nó luôn nha anh em. Gốc đớ này anh em không? Coi là nói chung là thông chậu ghép nó thành phẩm nha nè. Gốc đớ cũ, đớ rỡ rồi tràm hết mặt chậu luôn. Giá này nè, báo giá thẳng công khai luôn nha nè. Gốc đớ lớn lên nè. Bự cổ đẹp buồn cởi thoát thân thì làm đẹp luôn rồi. Đó buồn cởi anh em ha, bên trên này. Đấy. Mình cái đây mình lẹt lé này, này cái giống nó luôn á, lẹt lé này. Các lẽ chuẩn bị chờ bông mà. Này nè, cái này là nơi sớm rồi. Đấy. Ghép cái giống cúc đẹp này nè. Này vớt ghép nó gần anh hết mệt cái luôn này. Ghép lâu rồi, nói chung mấy cái này ghép lâu rồi này. Anh hết mệt cái này. Giống này nó khuế tay cần nó lực lắm nha nè. Gục đỡ cũ à. Cũ đẹp đẹp chất lượng nha nè. Tầm 15 anh em. Cụ đỡ nôm chân đẹp quá. Đỡ rỡ nó không lao lét gì hết nha anh em. Rồi thì anh em nào thích cái nào ở trong video sáng nay mình giao lưu nha anh em. Nói chung là bông rất là tuyệt vời luôn, có mặt bông cho anh em dễ hình dung.
coi mọi cái dáng vị á nha anh em. Cái này là anh em mua cái ông tượng giờ anh phối tay ông nắm nha. Đó. Nhìn này hay lắm, chậu này anh em phối tiêu cảnh đẹp lắm nha anh em, góc đó bự chứ không ai nhỏ đâu. Cái này lúc trước tháo có quấn da nhôm nhà tháo ra rồi, tháo lâu cho nên giờ nó cái vết da nhôm nó cũng lạnh rồi nè, lạnh rồi nó không còn trên cành nhánh nữa. Cái này nó hay lắm nha nè, cái dáng này là dáng quấn đi quấn rối á, tạo nét kiểu như coi thiên nhiên thôi. Rồi mình quay lại mặt bằng lần nữa kết thúc video rồi. Bông rất đẹp này nè.